Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Các con thân mến, giờ học hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 4 tập 1, bài 20, dây thế kỷ, trang 22. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bài tập 1 chúng ta có câu A và câu B. Ở bài tập 1 là chúng ta đổi các đơn vị đo thời gian. Đấy, chính là giây và thế kỷ. Như chúng ta đã biết là 1 giờ thì bằng 60 phút và 1 phút thì bằng 60 giây. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Đấy, như vậy chúng ta nắm chắc những cái được cách đổi đơn vị đo thời gian như vậy thì chúng ta sẽ làm tốt bài tập hôm nay. Câu A, 1 phút bằng chấm chấm giây. 1 phút bằng 60 giây. 1 phút bằng 60 giây, như vậy chúng ta điền 60 vào chỗ chấm. 60 giây bằng chấm chấm phút. Đây là cách đổi ngược lại, phải không? 60 giây lại bằng 1 phút. Chúng ta điền chữ số 1 vào chỗ chấm. 3 phút bằng chấm chấm giây. 1 phút thì bằng 60 giây. Vậy 3 phút chúng ta lấy 60 nhân với 3, 6 nhân 3 bằng 18. Và thêm một chữ số 0 bằng 180 giây. Tám phút bằng chấm chấm giây. Cũng như cách làm ở ý trên. 1 phút thì bằng 60 giây, bây giờ 8 phút chúng ta sẽ lấy 6 nhân 8 bằng 48. Và nhân thêm một chữ số 0 vào bên phải số 48 được 480 giây. 1 phần 6 phút bằng chấm chấm giây. 1 phút thì bằng 60 giây. 1 phút bằng 60 giây. Ở đây chúng ta có 1 phần 6 phút, tức là 1 phần 6 của tìm 1 phần 6 của 60. Thì chúng ta sẽ lấy 60 nhân 1 phần 6, tức là lấy 60 chia cho 6 thì bằng 10. 10 giây. Như vậy là 1 phần 6 phút thì bằng 10 giây. 2 phút 10 giây bằng chấm chấm giây. 1 phút bằng 60 giây. Thế giờ đây 2 phút thì chúng ta bằng 60 nhân 2 bằng 120 phút. 120 giây cộng với 10 giây thì bằng 130 giây. Vậy ta điền vào chỗ chấm là 130 giây. Tiếp tục chúng ta làm câu B. 1 thế kỷ bằng chấm chấm 5. 1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy chúng ta điền 100, chữ số 100 vào chỗ chấm. 100 năm bằng chấm chấm thế kỷ. 1 thế kỷ bằng 100 năm, hoặc là 100 năm bằng 1 thế kỷ. Hai thế kỷ bằng chấm chấm 5. 1 thế kỷ bằng 100 năm, hai thế kỷ thì ta sẽ lấy 100 nhân 2 bằng 200 năm. 7 thế kỷ bằng 100 nhân 7 bằng 700 năm. Tiếp tục chúng ta tính 1 phần 5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? 1 thế kỷ bằng 100 năm. Bây giờ tính 1 phần 5 thế kỷ, tức là tính 1 phần 5 của 100. 1 phần 5 của 100 tức là ta sẽ lấy 100. 100 chia cho 5. 100 chia cho 5 thì bằng 20. Như vậy 1 phần 5 thế kỷ bằng 20 năm. Tương tự như vậy chúng ta tính 1 thế kỷ bằng chấm chấm 5 thì chúng ta cũng lấy 1 thế kỷ là 100 năm. Chia cho 4. 100 chia cho 4 thì được được bao nhiêu? Được 25. Được 25 năm. Như vậy 1 phần 4 thế kỷ bằng 25 năm. Bài tập 1 vừa rồi, chúng ta viết số thích hợp vào chỗ chấm, tức là ta đổi các đơn vị đo thời gian. Giây, thế kỷ, giờ, phút, giây, thế kỷ.
Tiếp theo chúng ta chuyển bài tập 2. Viết tiếp vào chỗ chấm. Câu A. Năm 40, hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỷ... Như vậy yêu cầu chúng ta tính xem cái năm 40 là thuộc thế kỷ thứ bao nhiêu. Chúng ta đã biết là cứ một thế kỷ thì bằng 100 năm. Bắt đầu từ năm 1 cho đến 100 là thế kỷ thứ nhất. Đấy, từ năm 1 đến năm 100. Như vậy cái năm 40 nó nằm trong cái khung từ năm 1 đến 100. Đấy. Như vậy thì hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm 40, năm đó thuộc thế kỷ thứ nhất, là tức thế kỷ thứ 1. Chúng ta viết số 1 bằng chữ số La Mã. Tiếp theo, Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp 12 sứ quân thống nhất đất nước vào năm 968, năm đó thuộc thế kỷ... Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân theo dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước vào năm 968. Như vậy chúng ta tính cái năm đó thuộc thế kỷ thứ bao nhiêu. Muốn biết năm đó thuộc thế kỷ bao nhiêu thì ta lấy 968 ta chia cho 100. 968 chia cho 100. Vì một thế kỷ là 100 năm, 968 chia cho 100 thì được 9 nhân với 100 bằng 900, 968 trừ 900 còn dư 68 năm. Như vậy là thuộc thế kỷ 9. Và 68 năm nó bước sang thế kỷ thứ, một thế kỷ nữa là thế kỷ thứ 10. Như vậy năm 968 thuộc thế kỷ thứ 10. Chúng ta viết thành chữ số La Mã. Thuộc thế kỷ 10. Lê Lợi lên ngôi vua nằm năm 1428. Năm đó thuộc thế kỷ. Bây giờ chúng ta sẽ tính năm 1428 thuộc thế kỷ thứ bao nhiêu. Muốn biết năm 1428 thuộc thế kỷ bao nhiêu thì ta cũng lấy 1428 chia cho 100. 1428 chia cho 100 thì ta lấy 142 chia 8 được 1. 1 nhân 100 bằng 100. 142 trừ 100 còn dư 42. Hạ tiếp chữ số 8 xuống để được 428 chia cho 100 được 4. 4 nhân với 100 bằng 400. 428 trừ 400 còn dư 28. Như vậy 1428 chia cho 100 được 14. Như vậy ta được thế kỷ thứ 14. Nhưng còn dư 28 năm. Thì 28 năm này nó lại chuyển sang một thế kỷ mới. Đó là thế kỷ thứ 15. Như vậy Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428, năm đó thuộc thế kỷ thứ 15. Chúng ta viết thành chữ số La Mã 10 và 5. Câu B. Cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, năm đó thuộc thế kỷ... Tính từ năm đó đến nay đã được .5. Như vậy ta tính cái năm 1945 này thuộc thế kỷ thứ bao nhiêu? Thì ta cũng lấy 1945 chia cho 100. 1945 chia 100. Ta lấy 194 chia cho 100 được 1. 1 nhân 100 bằng 100. 194 trừ 100 còn dư 94. Hạ tiếp chữ số 5 xuống cạnh số dư được 945. 945 chia cho 100 được 9. 100 nhân 9 bằng 900. 945 trừ 900 còn dư 45. Như vậy 1945 chia 100 được 19, tức là thuộc thế kỷ thứ 19. Được 19 thế kỷ thứ 19 và dư 45 năm nữa. Và 45 năm này thì cũng phải bước sang một thế kỷ mới, đó là thế kỷ thứ 20. Như vậy là năm đó thuộc thế kỷ thứ 20. Ý tiếp theo, tính từ năm đó đến nay đã được .5. Tức là ta tính từ năm 1945 cho đến nay. Hiện nay chúng ta đang ở năm 2021.
Muốn biết từ năm 1945 đến năm nay là bao nhiêu năm thì chúng ta sẽ lấy cái năm nay là 2021 trừ 1945. 1 không trừ được 5, ta mượn 1 chục thành 11. 11 trừ 5 bằng 6, biết 6. Trả 1 sang 4 thành 5. 12 trừ 5 còn 7, biết 7. Mượn trả 1 sang 9 thành 10. Chỗ này là 10 trừ 10 bằng 0. Nhớ 1 sang đây thành 2. 2 trừ 2 bằng 0. Như vậy từ năm 1945 đến năm 2021 là 76 năm. Như vậy từ đó đến nay là đã được 76 năm. Chúng ta điền 76. Bài 2 vừa rồi chúng ta đã ôn về luyện tập về thế kỷ. Tiếp tục chúng ta làm bài tập 3. Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh dưới đây rồi viết vào chỗ chấm. Ở trong bảng gồm 2 cột. Cột thứ nhất là tên của bạn Hoa, bạn Hùng, bạn Bình, bạn Lan. Cột thứ hai là thời gian chạy của các bạn. Thời gian chạy, thời gian bạn Hùng chạy là chấm chấm. Bạn chấm chấm chạy nhanh nhất, bạn chấm chấm chạy chậm nhất, bạn chấm chấm chạy nhanh hơn bạn Hùng. Quan sát vào cái bảng thì ta thấy thời gian chạy của các bạn. Bạn Hoa thời gian chạy là 1 phút 3 giây. Bạn Hùng chạy 52 giây. Bạn Bình chạy 49 giây. Bạn Lan chạy 1 phút 10 giây. Vậy thì để trả lời được các câu hỏi này thì trước tiên chúng ta phải đổi các đơn vị đo thời gian này ra cùng một đơn vị đo. Để ta thống nhất đổi sang đơn vị đo là giây. 1 phút 3 giây. 1 phút 3 giây. Bạn Hoa chạy 1 phút 3 giây, chúng ta đổi thành đơn vị là giây. Thì 1 phút thì bằng 60 giây. Bạn Hoa 1 phút bằng 60 giây. 60 giây cộng với 3 bằng 63 giây. Bạn Hùng 52 giây thì chúng ta không phải đổi. Bạn Bình 49 giây, chúng ta cũng không phải đổi. Còn bạn Lan 1 phút 10 giây, ta đổi 1 phút bằng 60 giây, cộng với 10 giây thì bằng 70 giây. Bạn Lan là 70 giây. Đấy, bây giờ yêu cầu đối chiếu với đầu bài thì chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. Thời gian bạn Hùng chạy là, giờ chúng ta theo dõi vào bảng. Bạn Hùng chạy thời gian bạn Hùng chạy là 52 giây. Ta điền 52 giây vào chỗ chấm. Bạn chấm chấm chạy nhanh nhất. Muốn biết bạn nào chạy nhanh nhất thì chúng ta căn cứ vào cái thời gian chạy. Nếu bạn nào chạy ít số giây nhất thì chứng tỏ bạn ấy chạy nhanh nhất. Bởi vì là cùng một cái đường chạy là đường chạy là 100m, phải không? Tất cả bốn bạn đều chạy 100m. Thế mà bạn nào chạy ít thời gian nhất thì bạn đó chạy nhanh nhất. Chúng ta thấy trong các số này 63, 52, 49, 70 thì 49 giây là thấp nhất, phải không? Như vậy bạn Bình là chạy nhanh nhất, phải không? Chạy ít giây nhất thì bạn Bình chạy nhanh nhất. Chúng ta điền chữ Bình vào chỗ chấm. Bạn Bình chạy nhanh nhất. Tiếp theo, bạn chấm chấm chạy chậm nhất. Bạn nào chạy nhiều giây nhất là bạn ấy chạy chậm nhất, phải không? Trong số 4 bạn thì bạn Lan chạy hết 70 giây là số giây nhiều nhất. Như vậy bạn Lan chạy chậm nhất. Bạn Lan chạy chậm nhất.
Bạn chấm chấm chạy nhanh hơn bạn Hùng. Bạn chấm chấm chạy nhanh hơn bạn Hùng. Bạn Hùng là 52 giây. Chạy chậm hơn bạn Hùng. À, chạy nhanh hơn bạn Hùng. Bạn Hùng là 52 giây. Thì bạn nào chạy nhanh hơn? À, số giây ít nhất là 49 xong đến 52. Vậy thì bạn Bình chạy ít giây nhất, tức là bạn Bình chạy nhanh hơn bạn Hùng. Như vậy ta điền bạn Bình chạy nhanh hơn bạn Hùng. Như vậy qua cái bảng tổng hợp cái số giây của các bạn chạy, thời gian giây bạn chạy và cách làm đối chiếu thì chúng ta thấy là thời gian bạn Hùng chạy là 52 giây. Bạn Bình chạy nhanh nhất, bạn Lan chạy chậm nhất và bạn Bình chạy nhanh hơn bạn Hùng. Vậy giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.